Vâng, xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp và em là Kiên. Như các bác biết thì cái dòng touring của Giant là có cái mã ở đầu là FCR, và cái dòng cao cấp nhất trong cái dòng touring FCR đó là chính là FCR 3500. Và FCR 3500 thì nó lại chia làm hai dòng, là một dòng đời 2018 và một dòng đời 2019. Thì rất may mắn trong cái thời gian đây cận Tết này thì em đã về 3 chiếc, hai chiếc FCR 2018 và một chiếc FCR 2019. Thì em sẽ đánh giá chi tiết cái sự khác nhau của từng chiếc một, và đây đều là những cái dòng FCR, dòng touring của hãng Giant, là hiện là cao cấp nhất trong phân khúc touring của hãng Gian, với cấu hình là phanh dầu 9 líp 3 đĩa và khung nhôm toàn bộ. Vâng, và bây giờ em sẽ đánh giá chi tiết từng chiếc một. Vâng, như các bác đang nhìn thấy tổng thành chiếc xe đạp Touring FCR 3500. Đây là dòng touring cao cấp nhất của hãng Giant cho đến thời điểm hiện tại, và là đời mới nhất. FCR 3500 là đời mới nhất. Và bây giờ em sẽ tiến hành đánh giá chi tiết cái chiếc xe đạp này. Đầu tiên là yên của chiếc xe này, các bác nhìn thấy là rất là mới. Nghĩa là thì xe này cũng đời 2018 19 rồi. Về phần cọc yên thì nó khác cái hai chiếc trắng đỏ em review vừa nãy, là nó sẽ có một cái hình dẹt gió, và ở đây nó có một cái đèn nháy. Một cái đèn nháy này theo xe, bởi vì tại sao theo xe? Những cái đèn nháy khác là nó không có cái hình tam giác này, nó chui vừa cái cọc yên này. Cái cọc yên này nó sẽ lõm. Nó lõm đúng hình cái đèn nháy này, và cho nên là cái vậy mới gọi là cái đèn nháy này là đèn nháy theo xe. Hai chế độ nháy, một là nháy nhanh và hai là chạy nháy nháy chậm. Đấy, cọc yên dẹt và đằng sau được trang bị một cái đèn nháy theo xe luôn. Về phần khung của chiếc xe là khung nhôm và được trang bị một cái màu sơn gọi là đen đen sần không bóng, và tem màu xanh. Size của chiếc xe là size S, phù hợp với người cao từ 1m62 cho đến 1m72. Càng đằng trước là chúng ta là càng nhôm, vẫn rất là cao cấp từ xưa đến giờ. Thì cái xe này thì nó có cấu tạo hơi khác cái xe hai cái xe trắng đỏ một chút, là cái gióng này là đến đây nó thấp hơn một chút, còn cái xe mà hai cái chiếc trắng đỏ lúc nãy em review nó cao hơn một chút thôi. Nó chỉ khác nhau ở cái dáng khung thôi, còn chất lượng là hoàn toàn như nhau và độ mới cũng là hoàn toàn như nhau. Về phần đùi đĩa cũng là đùi đĩa 3 tầng như chiếc FCR 3500 lúc nãy, và gạt đĩa là Antut. Con này thì là có đời mới hơn và được trang bị bộ chuyển động Shimano Antut 9 tốc độ, đời mới nhất. Vành nào cũng vành 700C Touring. Mayer là nguyên cọc bánh của Giant luôn. Đằng trước và đằng sau là hai cặp bánh là giống nhau, một cặp. Trên tay cũng được trang bị một bộ chuyển số Shimano Antut 9 tốc độ cho tay, cho líp, và 3 tốc độ cho đĩa, phanh dầu Techo. Loại phanh này rất là tốt và rất là thường hay được trang bị cho cái những cái chiếc xe đạp của cao cấp của hãng Giant Touring. Bên này chúng ta cũng có thể thấy là phanh dầu Shimano, phanh dầu Techo. Dòng phanh dầu Techo này thì tốt ngang với phanh dầu Shimano. Sơn của chiếc xe thì rất là mới, không có vết xước lớn. Và những cái này nó lại được trang điểm xuyết bởi những cái tem mạ kim loại rất là sáng, sáng sần. Thì cái xe này thì màu sắc này thì rất thích cho bác nào thích màu trung tính, màu tối.
rất là đẹp. FCR 3500. Về cơ bản cấu hình thì nó không khác gì hai cái chiếc xe FCR 3500 này. Nó chỉ khác cái dáng khung thôi. Và đời nó cũng chỉ chênh nhau một năm thôi. Con này đời 2018, con này 2019. Nó cũng xem vài tháng thôi. Chỉ là thay đổi sự thiết kế. Đều là FCR 3500 dòng touring cao cấp nhất của Zion tính đến thời điểm hiện tại. Vâng, và em đã đánh giá xong các chi tiết xe đạp này và giá bán là em đã công khai để ở dưới cái phần mô tả, cái phần tiêu đề của video này. Và các bác có thể quan tâm đến chiếc xe đạp và nếu muốn sở hữu chiếc xe thì hãy nhắn Zalo cho em qua số điện thoại 0975 709 943. Em là Kiên. Các bác có thể nhắn Zalo chứ cũng không cần gọi điện, bởi vì gọi điện thì vẫn phải xác nhận nói chuyện hay là hình ảnh hay là video qua Zalo, thì bây giờ Zalo là một cái phương tiện liên hệ rất là hữu hiệu để mà tư vấn cho các bác một cách cụ thể nhất. Chứ các bác có thể nhắn Zalo luôn, và đôi lúc em đi đường thì em không thể nghe máy được thì các bác cứ nhắn Zalo rồi em sẽ về em trả lời sau. Zalo của em là 0975 709 943 và em là Kiên. Ngoài ra em còn rất là nhiều các cái xe đạp khác, thì nếu mà các bác quan tâm đến các cái xe đạp khác thì các bác hãy lên Facebook và YouTube tìm Kiên Xe Đạp. Ở trên Facebook thì các bác ấn kết bạn với em, tìm Kiên Xe Đạp và ấn kết bạn với em. Còn ở trên YouTube thì các bác tìm Kiên Xe Đạp và ấn đăng ký kênh, cái nút đăng ký màu đỏ và cộng với ấn chiếc chuông để các bác là những người đầu tiên được xem clip khi mà em có xe mới em post lên trên đó. Ngoài ra em còn bán một số các cái mặt hàng đồng hồ cũ đeo tay, thì các bác có thể quan tâm đến đồng hồ cũ đeo tay hay là tranh thư pháp cổ, giả cổ, thì các bác có thể lên YouTube và Facebook tìm Kiên Đồ Cũ. Và những cái xe này ấy, thì trong cái giá bán ở trên tiêu đề ấy, thì em đã bao gồm là bao ship toàn quốc và tặng kèm bảo hành 1 năm về phần phụ tùng và tặng kèm các cái đồ đạc như sau. Và khi các bác ở tỉnh xa thì em sẽ tiến hành là đóng gói xe vào trong hộp cắt tông và chuyển theo đường bưu điện để gửi đến nhà các bác rồi thu lốt tiền, hoặc các bác có thể chuyển tiền hết tùy các bác lựa chọn. Và đây là những cái phụ kiện mà khi các bác mua xe của em thì đều sẽ được em tặng, tùy theo những cái xe có thể lắp được hay không. Đó là túi đồ, chắn bùn, rồi khóa dây, rồi chuông, rồi đèn nháy, tóm lại là giá bình nước. Đấy, các bác có thể là được tặng khi mà mua xe ở bên em là được tặng những cái phụ kiện cơ bản để mà sử dụng xe một cái cách dễ dàng hơn. Và tất cả là được miễn phí, free ship. Trong giá bán nữa là bao gồm free ship. Và các bác ở tỉnh xa là em sẽ tháo bánh trước ra và em sẽ có một cái bộ tun để cho các bác có thể tự lắp được chiếc xe tại nhà, mở bánh trước thôi, rất là dễ dàng. Và em có clip hướng dẫn đầy đủ nếu mà các bác chưa biết lắp. Vâng, và hẹn gặp lại các bác trong những cái video lần sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.